Nghĩa đất đai xin chào nhà mình. À, ngày hôm nay Nghĩa giới thiệu với nhà mình một cái lô đất hai mặt tiền. Một mặt tiền đường như thế này là có nhà, chiều ngang là 15m và một mặt tiền đường như thế này dài là 54m. Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm và đã có 100m thổ cư như nhà mình đó rất là thuận tiện cho việc à, xây nhà ở ha, rất là đẹp đòn diện tích vô cùng đẹp à, và từ cái vị trí đất này ra ngoài đường à, Quốc lộ à, 6 làn xe thì chỉ có 1,3 km thôi. À, đất thì nằm ở xã Trung Mích, à, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nha cả nhà. Từ cái vị trí đất này về cả à, tới bến xe An Sương chỉ có 55 km thôi, rất gần nha cả nhà. Dân cư thì hiện hữu đó hàng xóm láng giềng thì rất là đông luôn nha cả nhà đấy đi một tí xíu thôi là đã ra cái đường gọi là cái đường quốc lộ con đường này là con đường đi từ sài gòn lên uh, trên tây ninh đặc biệt là trên uh, núi bà đen đó. thì mọi người hay đi qua con đường này đây là con đường 6 làn xe nha cả nhà đó cả nhà nhớ nha sáu làn xe siêu siêu to khổng lồ đó nha cả nhà <laughs> đây từ cái vị trí là đường đây chỗ đây là cái chỗ này là đường này nó bắt đầu đi đi vô nè đó nhà mình nhớ cái từ cái chỗ ô tô đăng phúc nè à điện ô tô đăng phúc nè đó mọi người nhìn thấy cái đường này đường trà bá lửa luôn đó và đi trong vòng khoảng chừng bán kính 2 km thì có đầy đủ nha bách hóa xanh nè à, đây là một cái nhà hàng cũng khá là lớn nè cây xăng nè nói chung đầy đủ gần ngã ba đất sét nha cả nhà đó bách hóa xanh điện máy xanh cây xăng đây nhà trường học cũng đủ luôn ha đấy nói chung là à, tiện ích ở đây đủ và cái vị trí đất này thì cũng rất là gần với uh, khu công nghiệp trà là nó chỉ cách khu công nghiệp trà là chỉ có 9 km thôi đây và đây cũng có luôn cái trường uh, tiểu học uh, chuông mít A nè đó trường rất là lớn ha chợ thì kế bên nè đầy đủ nha cả nhà đó và giá công khai luôn là 130 triệu một mét ngang nha cả nhà